Sáng ngày 17 tháng 4, tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh, Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn toàn huyện với chủ đề bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Xác định được tầm quan trọng của công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những năm qua, công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp các ngành đã tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức trong cộng đồng xã hội. Hoạt động phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được tăng cường và có hiệu quả hơn. Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, huy động được các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội và cả cộng đồng tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, quyết liệt và nghiêm minh hơn, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Nguồn lực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được các cấp các ngành quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Bà con nhân dân sản xuất rau quả an toàn, chăn nuôi an toàn, giết mổ tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn có giá trị kinh tế cao được hình thành và nhân rộng, giúp người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận với nhiều thực phẩm sạch, chất lượng. Công tác giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm được quan tâm, tình hình ngộ độc thực phẩm được kiểm soát. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm ở một số nơi, một số lĩnh vực vẫn còn và diễn ra chưa được giải quyết triệt để. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 là hoạt động khởi đầu quan trọng, thiết thực nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền và ý thức chấp hành chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, là điểm nhấn tạo đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hoạt động chính trong tháng hành động là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cấp các ngành và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện bám sát chủ đề các hoạt động diễn ra trong tháng hành động để có những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh an toàn thực phẩm. Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng các chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất chế biến, kinh doanh bảo quản thực phẩm. Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã hôi thiêu, hỏng mốc, phát hiện tố giác những hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi các ngành chức năng, chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, đặc biệt là các bếp ăn tập thể ở các trường học và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, tạo bước chuyển biến mới trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng đối với công tác an ninh an toàn thực phẩm. Tại lễ phát động, lãnh đạo thị trấn Lang Chánh và đại diện ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh đã phát biểu hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, các trường học có bếp ăn tập thể tham gia hưởng ứng đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian tới, ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Lang Chánh và các xã thị trấn, các trường học tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, học sinh phổ biến các sản phẩm chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn mang đậm nét truyền thống đặc sản của địa phương, cũng như kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi cố tình vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.